Ây da, Solar Smash có bản cập nhật mới à. Để xem coi là có gì mới trong đây nào. Cập nhật thôi. Không biết là các bạn có thấy giống như mình hay không, chứ mình thực ra khi mà mình quay như thế này nè, là mình thấy ở trong mặt trời có một cái gì đó màu đen nó đang di chuyển ở trong các bạn. Đó, nếu mà mình xoay từ 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 các bạn sẽ thấy nè. Ôi, chóng mặt quá các bạn ơi. Right, đây chính là mặt trời trong Solar Smash các bạn ơi. Nhìn nó cực kỳ là nóng luôn. Ngày hôm nay mình sẽ vào đây để xem coi là có những cái gì mới ở trong Solar Smash khi mà được cập nhật nha các bạn. Không, nhưng mà trước tiên á, mình muốn gọi là hạ điều khiển con rồng. Để làm gì các bạn biết không? Để mình có thể gọi là hạ cho các bạn thấy được con rồng có làm gì được cái mặt trời này hay không nha các bạn. Ê mày khoan. Mới vô. Ui mới vô các bạn thấy nè. Nó phải xoay nè bạn ơi, xoay từ từ chậm nè, xoay nhanh nè, xoay chậm nè. Nhưng mà cái này là cái gì đây? Ui. Cái này là cái gì các bạn? Cái này giống như là một cái để nhắm ha. Cái này là mới nè, lần trước mình không thấy nè. Rồi được rồi. Bây giờ mình sẽ nhắm chuẩn vô đây nha các bạn. Rồi, bây giờ là chúng ta xoay lên nè, xoay qua nè. Rồng đâu? Ra thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho con rồng nó bay xuyên qua mặt trời để xem coi con rồng này nó có bị cháy hay là không nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là mình phải sử dụng tuyệt chiêu của nó mình mới bay xuyên qua được. Rồi. Come on. Yo, nhưng mà càng lúc càng bay lại gần mặt trời mình cảm giác rất là nóng. Các bạn thấy xung quanh cái gì mặt trời không? Nó sáng lên từ từ các bạn ơi, cực kỳ nóng luôn. Đấy. Rồi, tiến tới đi nào. Trời, nó nóng tới nỗi mà rực đỏ luôn các bạn thấy rồi đó. Khói lên. Trời ơi. Yo, trời ơi vẫn chưa lũng à. À, đây rồi, lũng rồi các bạn ơi. Cố lên nào rồng ơi. Cố lên. Anh gọi là tin của em, đừng làm anh thất vọng nhé. Rồi, vô nào. Ui, đừng. Ui, nó vẫn còn các bạn. Mình tưởng là nó đã bị gọi là bị mặt trời nuốt chửng rồi, nhưng mà không, nó vẫn còn. Ui, nó đang bay kìa. Ơ mà khoan, nó bay xuyên qua được chưa? Nó bị kẹt rồi. Ghê thật sự, vẫn còn hay thiệt chứ. Rồi, để xem coi lần trước mình hình như là mình chưa có sử dụng cái cây gọi là kiếm ánh sáng để mình gọi là cắt mặt trời đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ thử nha. Ui, ủa? Cập nhật xong, kiếm ánh sáng không còn chỉnh được cấp độ như bình thường nữa các bạn. Ơ, kìa vậy? Đây, bây giờ cập nhật xong mà kiếm ánh sáng không được gọi là chỉnh được như cấp độ như bình thường các bạn ơi. Đây là kiếm ánh sáng đang gọi là hạ cắt vào mặt trời, rất là sáng luôn các bạn ơi. Các bạn thanh kiếm của mình nè, này thanh kiếm của mình nè các bạn không? Rất là sáng đúng không? Và khi nó cắt vô mặt trời nè. Wow. Để xem coi là mặt trời của mình làm sao nha các bạn ơi. Mình đang cắt tận ở trong luôn nè các bạn. Đấy, lắc luôn rồi các bạn ơi. Khá là lắc luôn ấy. Wow, nhưng mà mặt trời hồi sinh rất là nhanh. Mặt trời gọi là tái tạo lại, gọi là xung quanh rất là nhanh các bạn. Chiu, mình sẽ đi vô trong lòng luôn. Vô trong lòng luôn. Yeah. Yo, lắc quá. Come on. Không có cho nó hồi sinh kịp để xem coi nó có phát đổ mà. Yeah. Ui, thật sự phải nói là mặt trời này quá là kinh khủng luôn các bạn, nhưng mà cái kiếm này cũng khá là ghê nè. Chưa gì hết nó đã quét được hết một phần của mặt trời nè các bạn thấy không? Được rồi, sắp được rồi. Cố lên, sắp được rồi các bạn ơi. Nó đang tái tạo lại nhưng mà nó sẽ không có làm gì được đâu. Hey, come on. Zoom lại. Các bạn thấy cái kiếm này không? Rất là sáng và rất là đẹp các bạn ơi. Yes. Cuối cùng thì mình cũng đã sử dụng thanh kiếm này để có thể gọi là hạ phá hủy mặt trời rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Nhìn đã không? Các bạn nhìn đã không? Nhìn giống như là các bạn đang ở trong thế giới trong mơ luôn các bạn ơi. Quá đẹp quá. Right, để xem coi là ngày hôm nay có gì mới hay không nè. Mới vô là mình thấy là có một cái gì đó rất khá là mới ở trong cái chỗ này các bạn ơi. Alpha Centauri. Đâu, để xem coi như thế nào đây. Có gì mới rồi. Trái đất Star. Trái đất ngôi sao à? What? Ui, các bạn còn nhớ thấy chưa? Lần trước mình nói đây là một hành tinh mà các bạn, đây là một hành tinh. Các bạn thấy xung quanh đó là cái gì không? What? Đây chính là cái gọi là cái cục ở trong gọi là hành tinh máy móc. Mà tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trong cái gọi là trái đất hình ngôi sao này? Ui mà trái đất đẹp dữ trời. Ôi, mình không biết nói gì luôn các bạn ơi. Ôi, cái trái đất này nó áo mặc Canada luôn các bạn. Wow. Đây là một trái đất nha các bạn, một trái đất nha, nhưng mà nó hình ngôi sao nè các bạn ơi. Mình không zoom ra được nữa. Kỳ vậy. Rồi, được rồi. Nếu như các bạn muốn khám phá gần á thì mình sẽ sử dụng một chiếc máy bay để mình lái vô trong. Đấy. Yo. Ui, được. Yeah, không như là gọi là trái đất hình chiếc nhẫn lần trước mình không thể bay vô, nhưng mà trái đất này mình có thể bay và mình khám phá các bạn. Wow, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp thực sự các bạn. Wow, đây là trái đất hình ngôi sao à.
đây là trong bản cập nhật mới luôn nè. Nó cho mình, nó chỉ cho mình luôn các bạn. Rồi để mình thử bắn coi được không. Chiu. À, không bắn được các bạn ơi. Nó có một cái màn bảo vệ nè. Đó, trái đất này được bảo vệ bởi gọi là lõi của hành tinh máy móc nha các bạn. Cái lõi á, chứ không phải là cái bị lõi đâu. Cái lõi bên trong á. À, không được các bạn ơi. Cái lớp giáp nó quá cứng cho nên là cái máy bay này không thể làm gì được. Và các bạn có thể thấy nè. Wow, đẹp thực sự. Wow, Very good luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Đây, rồi mình sẽ sử dụng một cái UFO để mình thử xem coi như thế nào nha. Mình sẽ bắn thẳng vô trong cái tâm này luôn. Chú, đó, thẳng vô trong cái tâm luôn. Giúp lại, nhìn. Giúp vô nhanh. Đấy, để xem coi như thế nào. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, tập trung giúp em. Chú. Không có tác dụng gì luôn. Ghê gớm đấy, được đấy. Rồi khoan từ, mình sẽ đợi từ từ, mình sẽ phá hủy nó sau để mình xem có còn gì mới nơi không các bạn. Các bạn thấy nãy giờ cái tên lửa này nè, nó phát sáng màu vàng không? Là có cái mới đó các bạn. Vô coi. Trời ơi, nó cho mình hai cái món vũ khí mới nè. Một cái là cái gì đây? Từ từ mình sẽ chuyển qua cái gọi là hành tinh khác để mình xem coi hành tinh nào đây. Hành tinh ma đi. Hành tinh ma đi các bạn ơi. Đấy, hành tinh ma của gọi là gì ta? Hằng Hủy Diệt. Rồi để mình xem thử coi cái này là cái gì đây. Ui! À! Cái này là giống như bom nguyên tử các bạn ơi. Wow, ghê. Cái này hơi bị đỉnh nè, các bạn ơi. Rồi, để mình zoom lại cho các bạn coi trước nha, để cho các bạn thấy được cái trái bom nguyên tử là như thế nào. Đấy, các bạn thấy trái bom nguyên tử chưa? Thấy chưa? Rồi, giờ zoom ra nè. Các bạn thấy cái hình gì đâu? Hình một trái mìn. Vẫn không xi nhê gì hành tinh này luôn. Đúng là hành tinh ma có khác các bạn à. Wow, quá ghê. Thôi bây giờ mình sẽ trở về trái đất đi. À, trái đất hình bánh donut đi. Để mình gọi là hạ cho bom nguyên tử vô các bạn. Đây, bây giờ thử nha. Đây mình sẽ chỉnh cái này cho nó sáng lên. Ôi, đẹp chưa. Vô, bom nguyên tử đâu. Mình sẽ cho nó hết luôn cái này để xem coi nó nổ như thế nào bạn ơi. Đấy. Ôi khoan từ, mình sẽ thử ví dụ như một cái vùng. Một vùng bình thường đi. Một vùng bình thường rộng lớn như thế này. Đây, ví dụ như cái này. Mình sẽ cho một trái bom nguyên tử vô đây. Và nếu nó phát nổ thì sẽ như thế nào đây? Các bạn nhìn nha, một cái vùng này bình thường nha. Boom! Các bạn thấy sự khủng khiếp của bom nguyên tử chưa? Wow, nó lan ra kìa, các bạn thấy nó lan ra không? Nó lan ra kìa. Và những cái chỗ mà nó lan ra là sẽ không còn sự sống nha. Và các bạn biết nó rộng lớn cỡ nào không? Ví dụ như đây, một cái chỗ cực kỳ lớn luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ thử nè. Đó, các bạn hãy nhìn nè. Quét sạch luôn các bạn ơi. Ui, ghê chưa? Các bạn thấy chưa? Xung quanh nó quét sạch luôn. Vậy nó mới ảo chứ. Bánh donut bây giờ có hai cái lỗ nè, giống như cái mặt các bạn ơi. Giống như là hai con mắt nè, bây giờ mình sẽ vẽ thêm cho nó cái này nữa các bạn. Vẽ thêm cái miệng cho nó nữa. Rồi, cười. Ừ, đây, mặt cười. Nè, mặt cười nè, đó. Quá ghê, trái đất của chúng ta. 1, 2, cái này là ra biển nha các bạn. Bom nguyên tử bắn ra biển nha, để xem coi như thế nào nha. 4 trái. Để xem coi là nó có lan rộng ra tới gọi là những cái vùng đất này hay không nha. Boom! Quá ghê gớm. Đấy, các bạn thấy slow motion nè. Các bạn thấy không? Mình cái này là mình làm chậm lại rồi đó nha. Nó lan rất là làm chậm mà nhìn nó lan kìa. Cực kỳ nhanh luôn nếu mà mình bấm nhanh nè. Đó, nó lan cực kỳ nhanh luôn, không thể nào mà chạy kịp các bạn. Thấy không? Không thể nào mà chạy kịp. Vậy là coi như là nửa vòng trái đất gọi là xong rồi đó. Ui mấy cái chỗ này nổ luôn nè các bạn. Quê. Nổ liệt luôn hả? Ví dụ nha, lại nha, một ví dụ lại nè. Rồi, 2, 3, 4, 4 cái nha. Mình không chỉnh được gọi là cấp độ cho nó nha các bạn. Nổ nè. Các bạn nhìn nha, cái chỗ này nổ đúng không? Để xem coi mấy chỗ xung quanh này. Đây, nó tới nè, nó dồn tới các bạn thấy không? Cái màu nè, cái màu nó dồn nè, dồn vô nè. Đó, để xem coi nó có nổ không? Đó, nổ nè các bạn. Các bạn biết cái đó có cái gì không? Cái đó chính là cái sóng âm á. Nó chảy đi rất là nhanh và nó sẽ khiến cho nổ bạn. Những xung quanh nó sẽ nổ nè, lủng lỗ nè các bạn không? Nè lại nè, một cái nữa nè. Nè, chuẩn bị nổ nè. Đó, các bạn thấy cái màu đỏ nó ai không? Đó, nó bay nè, nó bay nè. Đó, cái này là sóng âm nha các bạn. Cái sóng âm của nó đó bạn ơi, rất là mạnh nha, nó có thể quét sạch luôn các bạn. Đó, ghê chưa? Nó có nổ đâu không ta? Xem nó có nổ đâu nữa. Đấy, nổ là dưới này nè. Đó, bạn thấy chưa? Nhưng mà các bạn thấy trái đất vẫn còn tồn tại đúng không? Vậy thì nếu như bây giờ hồi nãy là 8 trái rồi. Bây giờ mình sẽ thử 1 2 3 4 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10 trái xem coi như thế nào nha. Đấy. Rồi, zoom ra. Rồi, chuẩn bị nha các bạn ơi, nhìn nè. Chuẩn bị. Let's go. Ui, trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, tan tành hết luôn rồi. Các bạn thấy nó nổ không? Nó nổ bụp 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 bụp. Đó, những cái sóng âm đó bạn. Thì cái này cũng rất là hay các bạn ơi, cái này cũng hay lắm, nhưng mà mình nhớ là mình có một cái trái bom nguyên tử y vậy mà ta. Nhưng mà trái đất không sao bạn ơi, không nổ. Wow. Bền như vậy. Không nổ là mình tua nhanh thử coi nó nổ không. Không nổ các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó qua cái này. Mình nhớ là hồi trước có một cái trái này nè, giống như trái bom nguyên tử luôn bạn ơi. Đây, mình sẽ phóng vô. Đó đó đó, các bạn thấy không? Cái trái này y như bom nguyên tử luôn nè. Đó, thấy không? Y hệt luôn. Đấy, đó, thấy chưa? Rồi, đấy. Cái trái này là cái trái gọi là bom nguyên tử nè. Nè, nó còn vậy nữa nè. Đó, nó hút vô nè. Vô nè. Đấy. Cái trái này nó còn khủng khiếp hơn cái trái hồi nãy nữa. Lũng luôn rồi. Được không? Chỉ cần một cái thôi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với hành tinh trái đất ngôi sao. Đây, để mình xem coi là lần này người ta có cho mình gọi là bay vô trong cái gọi là hành tinh này không nha các bạn. À, lần này, ấy không, hình như lần trước có cho mình bay đúng không? Không, lần này mới cho bay này, lần trước mình nhớ là đâu có cho bay đâu. Thôi được rồi, lần này mình không cần cái này nữa. Đây, hành tinh này thì nhìn cũng được đó. Nhưng mà bây giờ mình đang muốn đó chính là trái đất ngôi sao. Quá đẹp luôn, quá kinh khủng các bạn ơi. Sao phải nói là quá kinh khủng với cái gọi là cái phải nói là từ trước tới giờ là cái này là đẹp nhất rồi nè. Các bạn thấy nó giống như mình không? Chứ mình thấy cái này là giống như là đẹp nhất rồi đó. Bây giờ là mình sẽ sử dụng những cái món đồ mới nhất để mình gọi là cho nó gọi là phá hủy cái trái đất hình ngôi sao này nha các bạn. Wow. Yo. Đấy, ghim vô, đúng rồi. Ghim vô cho anh. Ghim vô được không? Ui, nó ghim vô được à? Không được các bạn ơi, nó bị ngăn cản lại nè. Đây, nó vẫn đứng ngoài đây nha, nó không thể nào vô được nha các bạn. Nó nè. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó bị ngăn cản rồi, nhưng mà mình sẽ cho nó xung quanh đây. Nhìn thực sự phải nói là cái hành tinh đẹp quá bạn ơi. Quá đẹp. Cập nhật mới. À, mới phát hiện ra. Rồi. Chuẩn bị. Đây sẽ là một gọi là vụ nổ rất là lớn luôn á, rất là nhiều trái bom nguyên tử ở đây. Boom, slow motion. Yo, các bạn thấy không? Từng trái đang nổ y như là pháo hoa vậy đó. Nhưng mà thực sự phải nói là rất khủng khiếp nha các bạn. Đây mình sẽ cho nó bình thường trở lại để cho bạn coi nè. What? Không bị làm sao luôn với cái hành tinh này à? Một lần nữa, mình sẽ cho nhiều lên. Yo, nhiều lên anh em. Vô đây, đúng rồi, nhiều lên. Đấy, mình sẽ cho nó nhiều, thật là nhiều luôn các bạn ơi. Nhiều lên để xem coi nó như thế nào. Mình nghĩ lần này sẽ là phá được cái lớp giáp của cái hành tinh này các bạn ơi. Hành tinh này có một cái lớp giáp khá là khó chịu. Nhìn khá là bực mình các bạn ơi. Rồi. Yo, nổ đi, nổ. Vẫn không bị làm sao hết. Mình phải nể cái hành tinh này luôn á. Wow. Đây. Các bạn thấy không? Ngôi sao. Quá ghê. Vậy thì bây giờ nha, mình không nhịn nó nữa. Mình sẽ chơi thẳng gọi là thần hủy diệt luôn. Lần này chỉ có thằng hủy diệt mới gọi là giúp được mình thôi, chứ không ai giúp được mình các bạn à. Thằng hủy diệt, giúp tôi một cái coi. Thằng hủy diệt, ui, thấy gì chưa? Trời ơi, lại nè. Đừng có coi thường nha, thằng hủy diệt nè, thằng hủy diệt giúp tôi. Đấy, đấy, thằng hủy diệt mới xuất hiện thôi là đã bị mẻ rồi kìa, không? Chỉ bị đấm nè. Này thì, ui, ghê vậy, đấm. Nè, các bạn thấy không, đấm gần ngủm rồi nè. Thằng hủy diệt, đấm ở giữa nè, đúng rồi. Ông thằng quý diệt này bây giờ ổng trùng màu với cái nền luôn rồi các bạn ơi, nhìn khó nhìn thấy ổng quá. Đây, các bạn thấy không? Ngầu quá, thằng quý diệt ơi, ngầu quá. Ngầu thì các bạn ơi, nhìn kìa, ánh mắt sáng lên và đấm. Come on, cố lên nào. Đấm xuyên qua luôn nha, xuyên qua luôn, đúng rồi, xuyên qua. Gần được rồi, cái nữa được không? Đây từ, xuất hiện đi, cái nữa. Tôi đang mong chờ mấy ông xuất hiện đó, mấy ông xuất hiện lẹ lẹ đi, mấy ông slow motion lâu quá. Rồi chuẩn bị đấm nè. Ai, cảnh này mới đẹp nè các bạn ơi. Ai, thằng Huy Việt đang nhìn thẳng vô đây. Cảnh này đẹp các bạn. Rồi vô, chuẩn bị. Đấm. Xuyên qua nào. Wow. Nó vẫn không bị sao hết. Được rồi. Ê, nó tan nát rồi kìa. Yes. Ghê chưa? Đừng có tưởng gọi là thằng hủy diệt cùi nha các bạn. Đã nói là thằng hủy diệt rồi thì không thể nào mà cùi được. Đây, đóng băng trái đất. Wow, mình đóng băng lại được nè. Ghê đấy.
Tuy là slow motion nhưng mà cái băng này nó vẫn rất là nhanh các bạn. Tuyệt vời mặt trời. Quá ghê gớm. Yes. Wow. Mình sẽ muốn bay cái bay xung quanh cái hành tinh này. Vì bằng một chiếc máy bay các bạn ơi, mình muốn bay xung quanh hành tinh này. Rồi, vô. Ủa rồi quên lộn cái này. Bay nào. Woo. Quá đẹp. Nói cái màu thôi mình thấy là rất thích cái màu này các bạn, mình thích cái kiểu màu như thế này. Và các bạn khi mình chỉnh cái nền xong các bạn thấy cái đẹp không? Cái nền màu tím, màu hồng gì này rất là đẹp luôn các bạn. Mà cái cục này cơ bộ hơi sáng nha. Cái cục này sáng hơn bình thường so với gọi là cái hành tinh gọi là máy móc nha các bạn. Thấy không? Nó sáng hơn bình thường nè. Come on, come on, come on, yo. À, không thành công rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho một thử mấy con này vô coi. Đây, mấy con ruồi nè. Mấy con ruồi. Đấy, vào nào. Ui, nó đang bay tới bạn ơi, nhìn kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Ui, đang tới kìa, đang tới kìa. Cha 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 cha. Cố lên. Cố lên, cố lên. Ui, nó tới rồi các bạn ơi. Xem coi làm gì được không. Wow. Wow, sắp được rồi, cố lên. Chịu khó tí nữa. Đó, đây. Đang gọi là ăn. Ăn xung quanh trái đất các bạn ơi, nó ăn cái cục luôn kìa, ăn được không? Cái cục này là cái cục gọi là giống như của